Hi, xin chào tất cả bạn. Hiện tại mình đang ở khu mà anh em bán chim nhá, chim rừng quý hiếm. Đây. À, nói vậy thôi, ở đây có rất là nhiều chim đẹp nhé các bạn. Đây. Quay một chút toàn cảnh cho các bạn xem. Đấy. Rồi đây, cho các bạn xem một chút. Đẹp. Chim kia màu sắc đẹp thế. Đây. À, tôi sẽ lên trên kia quay toàn cảnh con kia cho các bạn xem nhé. Thật ra thì tôi cũng không máu chim. Cho em xem một tí con này nhá. Đẹp nhỉ. Đây bạn. Rất là nhiều chim đẹp này các bạn này. Đây bạn chào vào. Đây các bạn. Đấy. Rất là nhiều chim luôn. Đẹp đấy nhỉ. À, ở bên này con này. Ở xa quá không mang về được. Đây các bạn, ở bên này còn nữa. Ôi, đẹp chưa. À. Đây các bạn. Con này trong dưới ba đi. Tôi đi ông bảo con hai con này một, hai con này 100, còn con kia 150. Đây à? Hay là mình mua một đôi về nhỉ? Đây ở bên này nữa các bạn này. Đẹp chưa? Ô đầu này còn à? Qua ta sau tí nữa. Đây các bạn. Chim rất là đẹp, rất là nhiều luôn. Ây da, anh mua được nhiều đấy. Ba con, bốn con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh gọi là chuyên chơi chim. Được có bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi anh? 4-5 năm rồi. 5-6 năm kinh nghiệm. Với lại thú chơi chim. Đấy, được 6 con ở trong này nhá các bạn nhá. Nhìn rất là đẹp. Đang quay à? Không, tôi đang quay video. Rất là đẹp. Đấy. À, ở trong kia không biết là có cái gì. Đáp chưa? Ôi, là Thiên ơi. Bạn đi mồi được con kia đã được triệu rồi. Bạn mua anh cha. Con chim ở đây rất rẻ, một con chỉ khoảng 200-300 thôi. Đấy. Rồi, chuẩn bị đi về thôi các bạn. Con này cũng rất là đẹp. Đấy, các bạn. Đây chắc là nhốt với lồng hẹp hay sao? Đúng rồi, em lấy là thì em nó xách vào cái lồng là có cái này một tí thôi. Rồi, đã xong chợ chim. Còn bây giờ thì đưa các bạn đi xem một số cái sản phẩm của người đồng bào dân tộc ở trên này nhé các bạn nhé. Đi sang bên này đi. Đây. Đây là ghế mây này các bạn này. Ghế mây của người Dao nhỉ. Người Dao đấy. Đây là người Dao mình đúng không? Một cái ghế này bao nhiêu tiền? 130. Mà ghế trên này rất là đẹp nhưng mà chắc thì không bằng bên dưới. Cái ghế chân này bây giờ mình đóng là đúng cái trên này đấy, không gì đâu mà ghế trên là không bằng được bên dưới này đâu. Ghế trên nó đắt hơn thì nó làm đẹp hơn nhưng mà cái xấu thì nó chắc hơn. Hình trước thì nó không đẹp nhưng mà nó chắc quá. Đây ghế mây. Cái kia kìa các bạn kìa. Cái bên kia thì đúng là chỉ làm cảnh là chủ yếu nhỉ, chứ nó không chắc bằng ghế dân tộc mình. Chú người Dao à? Cháu người Dao mà. Người Dao á? Ừ. Ấn Độ à? Cháu ở trên Sìn Hồ. Chú ở đâu? Trong này là hai con yêu miêu quả nha. Hai con yêu miêu quả nha, mà tức hưu nha. Đấy là đây là cái cái bảo an phải biết được là cái nàng nhìn nắng. Nắng. Ra nhìn nắng. Cháu là nhạc hắn. Rồi, cảm ơn chú nhé. Giờ về đây. Hôm nay thì không phải đâu chứ. Người Dao mà, người Dao chân công. Vợ đây. Ô, đẹp nha. Đúng rồi, vợ phải đẹp chứ. Ô nào, đưa chồng sách. Rồi bây giờ thì bọn mình đi về thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip ngày hôm nay. Hôm nay mình đi vào chợ và xem khu chợ chim. Có rất là nhiều chim đẹp, tuyệt vời. Nếu mà các bạn có nhu cầu về thú chơi chim cảnh thì các bạn hãy đến khu chợ này nhé. Khu chợ này được mở vào chủ nhật hàng tuần. Sáng chủ nhật hàng tuần nhé các bạn. Còn bây giờ thì phải nói lời chào tạm biệt tất cả các bạn thôi.
Nhưng mà các bạn thấy cái clip này hay thì vui lòng là nhấn like, share và nhấn nút đăng ký. Đồng thời là để lại một số dòng bình luận cho tôi nhé. Cảm ơn tất cả bạn. Xin chào.